Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận một NFT Cooper người bạn đến từ dự án Cooper Play NFT Game. Thì chương trình airdrop này nó chỉ random cho 2000 winner may mắn thôi bạn. Thì các bạn không cần, dự án này không cần ghép, các bạn yên tâm làm nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mình mở luôn không rồi. Nhưng giờ đầu tiên bạn follow Twitter nữa. Rồi các bạn bấm vào click here nè. Rồi các bạn cho anh xào cái Telegram group của nó các bạn. Rồi trên kênh Telegram nè các bạn cho anh xào các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn điền là username của tất cả các bạn nha các bạn. Mang nhập 3 cái cùng nhập vào setting nè các bạn. Các bạn copy username mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Vui lòng nhấp vào hình ảnh của trước một chiếc xe buýt giống trên đầu này, xe tô xe buýt nha các bạn, xe buýt tôi xác nhận thôi, xe buýt đây nhé. Rồi ok đã thành được, các bạn tiếp tục follow Twitter của nó nè. Dự án này khá là tiềm năng các bạn. Rồi trên Twitter nè bạn theo dõi nè, các bạn bắt up lên nè, bấm continue, tiếp tục các bạn like và tweet nè, trên Twitter của nó bạn thích nè bạn, các bạn tweet lại nha các bạn, sau đó các bạn bắt up lên nè, các bạn bấm vào continue, tiếp tục các bạn visit quay website của nó, các bạn xem 5 giây nha các bạn, Hopper NFT nè. Rồi bạn bắt up lên nha các bạn, bấm vào continue, tiếp tục các bạn visit Facebook của nó, mình xem qua Facebook nó thật bạn, trên Facebook nó thì các bạn bấm thích nha các bạn, theo dõi luôn nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn like đi bạn, chia sẻ công khai luôn nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên, các bạn bấm continue. Sau đó thì các bạn visit Instagram nó, các bạn xem qua 2 giây nha các bạn. Trên Instagram nó các bạn theo dõi luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp được. Tiếp tục submit địa chỉ với bên Visa Merchant trên chocolate của các bạn nha các bạn. Rồi. Bấm continue nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây là kết thúc nha bạn. Còn nhận được NFT thì còn sự giàu phụ thuộc sự giàu may mắn của tất cả các bạn ấy. Rồi vậy video mình kết thúc nha bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.